Quý vị đang trở lại với chương trình Tìm Người Thân. Như chúng tôi đã nói, đây là chương trình hoàn toàn trực tiếp để quý vị có thể gọi vào ngày hôm nay. Chúng tôi cũng được biết là có rất nhiều những bà con, các cô, các chú bây giờ đã ra khắp ngoài đường, nhất là chợ hoa, rồi chợ Tết, rồi chuẩn bị đi mua sắm bánh mứt, kẹo, phong bao lì xì nữa. Bây giờ chắc không ai ở nhà đâu, tại vì bây giờ cũng là chỉ còn có 4 ngày nữa thôi, tính ra là 26 Tết rồi. 27 Tết, 28 Tết, 29 Tết, 30 Tết là Chủ nhật tuần này là giao thừa rồi. Tất cả mọi người đều đổ về chùa Huệ Quang. Quý vị cũng vậy nha, đổ về chùa Huệ Quang cùng đón giao thừa với chúng tôi. Trên đường live chúng tôi ghi nhận được những trường hợp tiếp theo. Đây là anh Tuấn trong chương trình Tìm Người Thân. Xin chào. Alo. Dạ vâng, chào cô. Alo, cô ơi. Dạ. Thì giờ cô nói nha. Dạ, rồi. Cô có người muốn tìm người bạn. Dạ rồi, dạ. Cô muốn tìm người bạn tên là Trương Thị Như Mai. Cô tên là Bạch Thị Ngọc Điệp. Dạ. Cô tên là Bạch Thị Ngọc Điệp, số phone là 626-231-1415. Dạ. Cô tìm bạn là Trương Thị Như Mai. Dạ. Cô Mai sinh năm bao nhiêu vậy cô? 1956 con. Dạ. Xin cô tiếp tục. Rồi, cô Như Mai này có người chị tên là Như Hoa và em là Như Vân. Dạ. Rồi, cổ có người chú là chú thứ sáu là Chánh Án Hoàng. Dạ. Dạ. Rồi, vào là cổ là bạn học của cô là niên khóa bạn học lớp 12A1. Bạn học lớp 12A1 và niên khóa 73-74 của yeah. trường Nguyễn Thông Vĩnh Long. Dạ. Dạ. Dạ rồi, khá là đầy đủ cô ha. Rồi sau khi đậu tú tài 2 thì cổ lên Sài Gòn, cổ học luật và cổ lấy chồng là anh Tâm là sinh viên y khoa. Dạ. Dạ rồi. Dạ vâng. Rồi. Dạ rồi đến khoảng năm 80 đó con, thì hai vợ chồng cổ vượt biên qua Mỹ. Dạ. Là cô mất liên lạc luôn tới giờ đó. Dạ. Vượt biên bằng đường thủy hả cô? Vượt biên bằng tàu hả cô? Vượt biên cô không biết. Không cô biết. Cô chỉ biết là vượt biên. Cổ dạ. có từ giả cô. Cổ từ giả cô để cổ hai vợ chồng cổ đi vượt biên. Dạ. Rồi là cô có đến nhà chồng cổ, nhà anh Tâm đó ở đường Phạm Thế Hiển á. Dạ. Cô có đến đó cô hỏi thăm thì người ta nói là người ta không biết. Wow. Không có biết địa chỉ nó vậy đó. Nhưng mà biết là đã qua Mỹ rồi nhưng mà không biết địa chỉ qua thôi. Qua Mỹ rồi con đã qua Mỹ rồi. Như vậy là nhà chồng cổ là ở đường Phạm Thế Hiển. Dạ. Cô thí dụ như vậy mình xin số phone cô. Mấy năm 80 rồi đó con, mấy năm đó còn chưa không có liên lạc được. Dạ. Rồi ok, rồi như vậy đó. Một phần đó con đăng cái trường hợp này lên chương trình, một phần đó khi nào cô về Việt Nam đó cô ghé lại cô xin cô số phone. Con giờ quên rồi con, giờ quên không nhớ nhà ở đâu hết. Quên nhà rồi hả? Lạ quá rồi, không biết. Dạ hả? Dạ lạ. Nhìn mà không biết đâu hết. Dạ rồi. Vâng. Dạ rồi, con đã có trường hợp của cô Ngọc Diệp, Ngọc Điệp nha. Cô có nhận được tin này á, cổ gọi về dùm cho cô nha con. Dạ, dạ rồi, con sẽ loan báo tin này rồi con. Cảm ơn Tuấn nhiều lắm nha con. Dạ, chúc mừng năm mới cô. Rồi, chúc mừng năm mới con, Tuấn dạ. đẹp trai quá. Dạ, được khen nữa. Cô nói dạ. hoài dễ cảm thương quá, cảm ơn con nha. Dạ rồi, con cảm ơn cô, dạ okay, rồi. Dạ. Ok, bye bye con. Dạ. Đó là trường hợp của cô Bạch Thị Ngọc Điệp. Thưa quý vị, cô Bạch Thị Ngọc Điệp mong muốn tìm bạn đó là cô Trương Thị Như Mai, sinh năm 1956. Những thông tin chi tiết như có chị đó là cô Như Hoa và em là cô Như Vân. Có chú Sáu là Chánh Án Hoàng, là bạn học với cô Ngọc Điệp lớp 12A1, niên khóa 73-74.
Trường Nguyễn Thông, Vĩnh Long, được biết có chồng là anh Tâm, vượt biên năm 1980. Cho tận bây giờ thì cô Ngọc Điệp không biết tin tức của cô Trương Thị Như Mai. Hy vọng cô Trương Thị Như Mai và bạn bè nghe được tin này, cả gia đình nữa nghe được tin này, xin liên lạc với cô Ngọc Điệp ở 626-321-1415. Trường hợp tiếp theo, đây là anh Tuấn trong chương trình Tìm Người Thân. Xin chào. Xin chào. Tôi là Thái Quốc. Dạ. Rồi, ông Thái Quốc hôm nay ông tìm ai ạ? Tìm trung úy Trần Ngọc Ẩn. Trần Ngọc Ẩn, phải không ạ? Dạ. Vâng, xin ông... Tìm trung úy Trần Ngọc Ẩn. Dạ, dạ rồi, xin ông tiếp tục ạ. Vâng. Dạ. Nó đi HO sang Mỹ. Dạ. Sang Mỹ năm bao nhiêu vậy thưa chú? Tôi không biết. Không dạ. Biết. Rồi. Xin chú cung cấp thêm những thông tin khác ạ. Thông tin nhiều hơn. Trước công tác ở tiểu khu Hòa Công. Dạ. Dạ rồi. Trước ở công tác ở tiểu khu Hòa Công. Dạ. Hoàng Đông hay là Gò Công ạ? Gò Công. Gò Công, dạ. Tôi muốn... Dạ, vâng, ông xin ông tiếp tục ạ. Tại tiểu khu Hòa Công. Dạ rồi, cháu có cái đó. Ngoài ra còn cái thông tin nào khác không ạ? Vâng, bây giờ cho cháu xin số phone của ông đang liên lạc ạ. Xin chào, hello. Dạ. Cháu biết tên của bà mẹ của ông ấy. Dạ, xin cho biết tin của mẹ. Dạ rồi. Dạ thưa ông, bây giờ đó mà năm sinh của ông Trần Ngọc Ẩn là năm bao nhiêu ạ? Ông có biết không ạ? Không biết. Không biết hả? Dạ không, rồi. Không biết. Số dạ. Phone. Đúng rồi, số phone của bác ạ. Số phone của ông là gì ạ? Không nhớ. Dạ không, số phone của bác ạ, đang gọi đó. Số phone của tôi là 714. Dạ, 714. Dạ rồi. Là 714. Dạ rồi, xin tiếp tục. 331. Dạ rồi, xin tiếp tục. 331. Dạ vâng, xin tiếp tục. 331. Dạ, bốn số cuối là gì ạ? 9737. Dạ rồi, 9737. Dạ vâng, tuyệt vời. Dạ rồi, con xin cảm ơn bác Thái Quốc. Hy vọng là trung úy Trần Ngọc Ẩn sẽ liên lạc với bác nha. Rồi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn dạ rồi, chúc mừng năm mới bác Quốc. Dạ rồi. Dạ. Đó là những trường hợp mà quý vị đang thấy bác Thái Quốc mong muốn tìm trung úy Trần Ngọc Ẩn. Như quý vị đang thấy trên màn hình, đó là trường hợp của bác, đó là 0485. Bác mong muốn tìm trung úy Trần Ngọc Ẩn, gia đình đi diện HO sang Mỹ. Trước thì bác Thái Quốc và ông trung úy công tác ở tiểu khu Gò Công. Bác Thái Quốc mong muốn là biết tin của mẹ ông Ẩn như thế nào. Số phone của ông Ẩn, số phone của ông Quốc đó là 714-331-9737. Chúng tôi cũng nhận thấy trên đường line có những trường hợp tiếp theo đang gọi vào. Quý vị đang gọi vào trong chương trình Tìm Người Thân, đây là anh Tuấn. Xin chào. Dạ. Cô ơi, cô là cô Bạch Thị Ngọc Điệp. Đây nè, số phone của cô á, con sửa lại giùm cô là 626-231 con. Dạ, 231. Dạ, rồi, 1415 phải không ạ? Đúng rồi con, đúng rồi, nhưng mà sửa lại là 231. Dạ, rồi, 231. Cảm ơn rồi. Con nha. Dạ rồi, chúc mừng cô, chúc mừng năm mới cô. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Dạ. Vâng, xin cảm ơn cô Ngọc Điệp đã sửa lại số phone cho đúng. Ngay bây giờ chúng tôi xin tạm rời xa với quý vị trong chương trình này để gửi tới quý vị những chương trình thường nhật của đài. 6 giờ chiều nay, xin kính mời quý vị đón xem chương trình Tin Vui Lạ, phải không ạ? Những chuyện lạ có thật khắp nơi trên toàn thế giới. Và bây giờ là mùng 26, 27 Tết rồi thì có lẽ là đây là chương trình Tìm Người Thân cuối cùng trong năm 2015. Trong năm con dê, nếu tính theo âm lịch, sang năm, Tuấn sẽ gặp với quý vị trong chương trình này. Kính chúc quý vị một mùa năm mới thật an lành và thật nhiều sức khỏe là đầu tiên, tài lộc là dồi dào.
Vâng, và chúc mừng năm mới hết tất cả quý vị khán thính giả. Xin hẹn gặp lại với quý vị vào chương trình Đêm Giao Thừa diễn ra tại Chùa Huệ Quang. Đối với những bà con cô bác ở xa, lên trên trang mạng của đài LidoSaigonTV.com để cùng theo dõi trực tiếp chương trình đón giao thừa diễn ra ở California. Kính chúc quý vị một ngày thật đẹp và xin hẹn vào chiều nay.